vị này hỏi là cách cúng dường ngài Sivali như thế nào. Tôi trả lời chắc Rồi. chút. Cái cách cúng dường ngày xưa lý á, bây giờ mình chỉ có nó trong các loại cúng dường, thì bây giờ đối với viên đơn cử là ngày xưa lý chỉ có cách là mình lại ngày được, mình lại cái tượng ngày thôi, chứ đâu còn cách nào nữa. Ngày ngày viên tịch rồi, mình đâu cúng cơm được, đâu cúng dường vật thực được, đâu có lại phục vụ đấm bóp, nó đâu giặt y được, đâu có làm nghe pháp được, chỉ có mình lại thôi. Còn á, xin thưa đừng có biến ngày xưa lý thành một vị thần tài của Nam Tông giùm, làm ơn. À, ngài siêu lý ngài là để nhất về tài lộc đúng, nhưng cái chuyện mà mình cúng dường ngài mình lại ngài nó không có làm cho mình có tài lộc giống như ngài được. Nếu nó vậy thì mình cúng dường ngài Sariputta thì mình được trí tuệ sao, mình cúng dường ngài Mục Kiền Liên thì mình được thần thông sao, mình cúng dường ngài Ananda mình được đa văn sao, mình cúng dường Phật mình được Phật thành Phật luôn. Không phải là mình thờ ngài xử lý mình cúng dường ngài là mình được tài lộc, mà mình muốn tài lộc thì mình phải bố thí. Con đường của ngài ngài xử lý thời tiền thân thời quá khứ ngài đã bố thí như thế nào thì mình phải bố thí như vậy để mình được cái tài lộc như ngài, chứ không phải là mình ngồi mình cầu lại mình cúng và mình biến một ông thánh tăng Sivali lý thành một ông thần tài của Nam Tông, nó rất là uổng. Mình lại ngài á thì mình chỉ có cái phước cung kính thôi, không có phước khác. Còn mình muốn giàu thì mình phải bố thí, chứ không phải là mình đi đường tắt là mình cầu, mình lại mình cúng mình cầu cũng xin với lý nó này bể chén cơm nhiều người. Đừng có mà đi đường tắt, nó trong Phật pháp mình nó không có cái đường tắt đâu. Đừng có mong mà là kêu bằng ngồi không để hưởng á. Tự nhiên cái người này mình thấy thì mình thấy bây giờ Bill Gates hay là mình, cái ông chủ tịch Tesla đó, ông gì quên rồi, ông giàu Elon Elon Musk, ông giàu quá, tài sản ông mấy trăm tỷ đô. Bây giờ mình ngồi không mình lại ông thân xử lý mình đòi được mấy trăm tỷ đô nhưng ông thua. Đời một là đời quá khứ ông có bố thí rất là nhiều, thứ hai là đời này ông cố gắng kinh doanh thì ông mới được. Còn mình có ăn nhậu không mà mình đón ngày mình ở không không mà mình nào mình lại xử lý trời da chóc dãy bể đầu chảy máu mình ngồi mình cuốc thì mình cúng cúng cái gì. Bây giờ thì quý vị biết thời quá khứ cúng dường rất là dữ dằn, giờ mình đem dĩa trái cây lên cái mình là mình cúng dĩa trái cây mình đòi mấy trăm tỷ. Cái quả nào nó phước nấy, cái nhân nào nó quả nấy, giống như đơn giản thôi. Giống như bây giờ mình đem những cái này cái nọ lên, ví dụ như chè xôi rồi trái cây dẻ chuối mình vô mình cúng Phật cái mình cầu cho con mình thi đậu, cầu cho chồng con hết bệnh, xin lỗi con nãy chuối ăn bắt làm quá trời, nó không được, nó không được. Nếu được á, nếu nếu mà thật sự là ngài xử lý ngài có thể ban phát nhà tài lộc cho người ta đó, như là ông thần tài ở trong truyền thuyết á, thì ngài không cần ai xin cả, cái lòng từ bi của ngài ngài cho hết, ngài ban hết, không cần phải là đợi phải xin. Giống như cái người đi làm từ thiện có tâm á, mà tự động họ nhờ tìm tới cái người cần giúp và họ giúp về tiền bạc vật chất, cất nhà cất cửa mua đồ cho, chứ không cần phải người ta lên tiếng người ta xin người ta tới đó người ta cầu. Cho nên nếu mà ngài làm được cho chúng sanh có được phước như tài lộc như ngài thì ngài cho hết ngài không có tiếc, nhưng mà không được, nó đâu có đúng đâu. Cho nên đừng có cầu mong rằng là cúng dường siêu lý để được cái này nọ, và trong Nam Tông trong Phật giáo không có một cách thức nào để cúng dường ngài siêu lý, chỉ cách cúng dường không có. Còn cúng dường tăng đang còn sống này là có nè, còn ngài biết bàn cũng có cúng dường được nha. Ví dụ như bây giờ mình đem dĩa trái cây lên bàn Phật mình cúng dường mình để đó, nó chẳng qua là một hình thức để mình tượng trưng thôi, cũng chả có được gì nhiều, đâu ăn được đâu, có Phật ngày Niết Bàn rồi nha. Đúng rồi, Nếu như mà quý vị muốn làm một cái gì đó đối với ngài Sivali thì chúng ta có thể tham khảo cái cách mà chúng ta làm với Đức Thế Tôn. Đó là gì? Như là trong kinh
Đại Bác Niết Bàn có những cái lời đề nghị, ví dụ như quét dọn, ví dụ như cái chỗ thờ đó mình quét dọn cho sạch sẽ, rồi mình tôn kính lễ bái, thì nhờ như vậy đó mình có cái phước phục vụ và phước cung kính. Còn cái phước cúng dường á thì cũng có nha, có, tại vì rất nhiều những người nhờ cúng dường ngôi bảo tháp Xá Lợi, ví dụ như cúng một cái vòng hoa, cúng một cái đĩa hương cầm á, rồi hoặc là cúng cái lọng, thì những vị như vậy á đều được cái quả báo rất là lớn khi mà ở cõi người và cõi trời. Cho nên sư không có nói cái chuyện là quý vị cúng dường đến ngài Sivaly nó không đem lại lợi ích, bởi vì rõ ràng là trong kinh tạng có nhắc đến những chỗ mình cúng dường những cách như vậy đến Đức Thế Tôn nó có sự lợi ích. Mà đừng có nghĩ cũng là có lý để được vào Đó. đó. Còn cái chuyện mà sư đề nghị là như thế này, khi mà mình cúng, tại sao mình lại hướng đến ngài Sivaly? Còn ngài Quá trời. Xá Lợi Phất sư không thấy ai để ý, ngài Mục Kiền Liên không thấy ai để ý, rồi ngài A Nan, ngài Kassapa. Sư đề nghị nè, cái này mới là sư đề nghị nè, quý vị cúng dường ngài Sivaly ở chỗ nào thì phải cúng dường ngài Maha Kassapa ở chỗ đó, hai bên đàng hoàng. Giống như hai vị đó, chúng ta có ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, đúng không, hai vị hai bên, thì mình cúng dường ngài Sivaly một bên thì phải cúng dường ngài Maha Kassapa một bên. Tại sao? Một bên á là nhờ ngài tạo phước rất là nhiều, thành ra cái phước trổ cho ngài rất là nhiều, cái tài lộc ngài rất là nhiều, nhưng mà cái vị kế bên là vị đệ nhất ly dục, đệ nhất khổ hạnh, đệ nhất đầu đà, đệ nhất ly dục, mình phải để ngài kế một bên để mình nhắc, để mình nhắc có là phải buông, cúng là phải cúng hai vị đó cùng lúc. Rồi khi mà chúng ta lễ bái á thì trong đầu chúng ta suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến cái hạnh của các ngài. Nếu như nói chung chung á thì đó là chúng ta nghĩ về ân đức của Tăng Bảo. Còn nếu nói một cách riêng lẻ đó, mình nghĩ về cái hạnh cá nhân của vị thánh tăng đó. Ví dụ như mình nghĩ về cái hạnh của ngài Sivaly là ngài đã vô số kiếp ngài bố thí không tiếc một cái gì với ai. Nhờ như vậy đó, con mong là con cũng sẵn lòng rộng mở để con bố thí cho người Một khác. Đó, mình nghĩ cái hạnh, cái ân đức của ngài. Rồi mình nghĩ như là ngày mình nghĩ về ngài Maha Kassapa là vị đệ nhất về ly dục, đệ nhất đầu đà. Cái chuyện người ta không làm được các ngài đã làm được. Các ngài là bậc xứng đáng để chúng sanh lễ bái cúng dường. Thì như vậy đó mình có phước. Còn nếu như mình nghĩ ngài chỉ đơn thuần như là một vị thần tài đó, xin thưa cẩn thận coi chừng mình phỉ báng ngài. Phỉ báng nghĩa là sao? Tức là ngài có một cái cục phước, một cái cục tài lộc gì đó, mình lễ mình lại là ngài cho mình, chuyện nó không có. Thành ra cẩn thận cái chuyện đó.